Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng mọi người cách cài đặt chỉnh duyệt Google Chrome ở trên hệ điều hành Windows 11 cho chiếc máy tính của mọi người nhé. Thì Windows 11 ấy thì giao diện như thế này. Thì để tải Google Chrome ấy thì mọi người sẽ vào cho mình cái mục là Microsoft Edge này. Đó, click vào. Mọi người sẽ ấn chữ mục Complete Setup này, Confirm, thế là xong rồi, tắt đi nhá, ở này tắt đi xong. Bây giờ mình sẽ ấn chữ là Google này, .com.vn đây. Mình sẽ search là Chrome. Đây, hoặc link mình để bên dưới rồi nhá. Mọi người truy cập vào link là xong, đỡ phải search sủng gì hết ạ. Rồi mọi người chỉ việc ấn vào chữ tải Chrome xuống thôi. Link mình để bên dưới nhé. Đó, thì mọi người sẽ ấn vào Open File để cài đặt này. Hoặc là nó sẽ lưu về cái mục là mọi người nhấn phím Windows E này. Phím Windows chính là cái phím có bốn cửa sổ nhỏ trên bàn phím nhé. Thế này nó sẽ đi mục Download này. Download, đó. Thì mọi người click vào để cài luôn. Chọn Z nhá. Hoặc là mọi người click vào Open File đây này, nó cũng cài luôn này. Bây giờ mọi người chờ cho nó cài ra thôi, khá là nhanh, không có gì khó cả. Đó, sau khi cài xong thì nó sẽ hiển thị lên như này. Và như vậy là chúng ta đã cài Chrome thành công ở trên hệ điều hành Windows 11 cho chiếc máy tính mình nhá. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách cài đặt chỉnh duyệt Chrome này trên Windows 11 nhé. Thì mình xin kết thúc cái video đây. Mọi người xem video thấy hay thì cho mình xin nút like, một nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin chào và bye bye.